Xin chào tất cả anh chị em. Cái clip này tôi xin hướng dẫn mọi người sử dụng một cây organ của hãng Yamaha có số hiệu là PSR2. Ok mọi người, đây là giao diện của cây PSR2 Yamaha, một cây đàn nội địa Nhật rất là xịn. Cây đàn này là made in Japan nhé, nó rất là xịn. Ok mọi người, một cây đàn 49 phím. Nó có 100 tiếng, 22 điệu cơ bản cực kỳ hay. Nó có 15 song banh để ta nghe và ta chơi, ghi rõ ở đây này. Và nó có một số tiếng computer gọi là tiếng động đó, hoặc là một số câu luồn harmony này, câu luồn trong bài để ta ứng dụng. Chút nữa tôi sẽ chỉ cho mọi người thấy. Ok, 100 song banh của nó đây. Đó, rất là nhiều tiếng. Ok anh chị em, giới thiệu qua như vậy, rồi chúng ta xem ở bên hông này của nó. Nó Yamaha. Còn đây là chỗ cắm nguồn. Đây là tai phone và đường output ra, chúng ta có thể out cái đường này ra âm thanh lớn để ta chơi. Nó cũng đầy đủ, một cây organ cũng đầy đủ tất cả các chức năng. Cũng nói qua là ngày trước tôi cũng có rất nhiều đàn organ PSR2 của Yamaha này, nhưng mà có nhiều cây ấy, thì giao diện của nó hoàn toàn là bằng tiếng Nhật hết. Cây này thì lại rất ít cây giống như cây này là giao diện bằng tiếng Anh, rất ít, hầu như là rất ít. Toàn là cây bằng tiếng Nhật hết. Tuy nhiên cách tiếng Nhật hay tiếng Anh thì nó cũng là một, và sử dụng nó cũng y chang nhau. Cho nên anh chị em nếu mà ai sở hữu cây nào mà bằng tiếng Nhật đó, thì mọi người coi cái clip này. Mọi người cứ làm theo thôi, là mọi người sẽ sử dụng toàn bộ chức năng của cây đàn này đó. Chứ tiếng Nhật hay tiếng Anh thì mọi chức năng ở đây, mọi thứ nó đều y chang nhau, nó chỉ khác nhau mỗi ngôn ngữ in trên này thôi, in trên mặt đàn thôi. Cái này tiếng Anh, còn những cây khác là bằng tiếng Nhật. Cho nên là anh chị em cứ tự tin nhé, tiếng Nhật hay tiếng Anh không quan trọng, cứ làm theo tôi là mọi người đã sử dụng được hết chức năng cây đàn này. Ok, giới thiệu qua là như vậy. Cây đàn này nó có một loa mono toàn giải, âm thanh của nó rất là mạnh, ấm và sáng nữa. Chút nữa mọi người nghe thử. Rồi, nó có đây là nút power, cũng đồng nghĩa là nút mode. Còn đây là volume tổng của đàn, còn đây là tempo nhanh chậm của điệu, còn đây là trống, đây là điệu đấy, nút này để chơi điệu, còn đây là nút stop là tắt, còn đây là computer music, những cái mà ấn vào đây nó sẽ có những cái tiếng điện tử rất là hay, tiếng luồn trong bài rất là hay. Ok, còn đây là nút demo, ấn vào đây nó kêu bài demo. Đây là dãy số từ 1 đến 0 và nút enter để cho ta chọn tiếng để ta chơi. Chúng ta nhìn thấy cái nút này, đây là nút power và cũng là nút mode. Mode là để điều khiển mọi chế độ chơi của đàn. Hiện giờ nó đang nằm ở bên phía trái cuối cùng thì nó là power off, như là đàn đang tắt. Ok, và cái nút này chúng ta sẽ thấy nó có 3 chế độ: Norman, single finger và finger, hay gọi là fingerette. Thì chúng ta sẽ đi, tôi sẽ nói rõ 3 cái chế độ này. Đây là nút rất là quan trọng, là xét toàn bộ sử dụng công năng của đàn. Ok, giờ tôi gạt lên chế độ đầu tiên, giờ là cũng là bật đàn luôn. Rồi, đã lên, đánh thử nhé. Ok, khi mà bật đàn lên thì mặc định cái tiếng của cái đàn này thì nó là tiếng kèn. Ok, chế độ Norman. Chế độ Norman là gì? Chế độ Norman này ấy, là chế độ solo. Chế độ solo. Solo ở đây nghĩa là làm sao? Khi mà ta gạt về chế độ này thì 49 phím này, 49 phím này, nó chỉ đánh một thứ tiếng ở trong 100 cái tiếng. Ở đây, ta chọn bất kỳ tiếng nào thì 49 phím này đánh chỉ cái tiếng đó. Nó không liên quan đến chơi điệu, nó không liên quan đến trống hay bát. Ví dụ như kiểu là ta mua cây organ này về, ta vừa để tập organ và ta vừa để tập piano luôn. Thì khi ta gạt lên chế độ Norman này thì nghiễm nhiên cái cây organ này nó sẽ biến thành một cây piano để ta tập piano mỗi ngày và để ta luyện ngón. Đó, ví dụ như là ta xem đây, piano là 14. Ok, vậy thì 49 phím này nó sẽ là chỉ đánh tiếng piano thôi, nó không liên quan đến điệu, nó không liên quan. Bây giờ là trống và bát và điệu là bỏ hết rồi đó. Thì là chế độ Norman này nó biến 49 phím này chỉ chơi một thứ tiếng. Trong 100 tiếng này mình chọn tiếng gì cũng được thì 49 phím này nó chơi thứ tiếng đó thôi. Chúng ta cùng nghe tiếng piano nhé. Ok anh chị em, thì 49 phím này nó chỉ có là tiếng piano thôi. Để làm gì? Để cho ta luyện ngón piano mỗi ngày chẳng hạn. Đó. Ok, âm thanh nó rất là hay đúng không? Hoặc là để cho ta độc tấu một bài piano gì đó mà ta thích, hoặc là để ta đệm hát cho nhau nghe, hoặc là ta đệm hát piano cho mình hát chẳng hạn. Anh ơi anh ở lại với em đi anh ở lại, đừng là áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà. Ví dụ là như vậy. Đó, thì nghiêm nhiên một cây organ có trống có điệu nó sẽ chuyển thành một cây piano để cho ta luyện ngón, để ta đệm hát, ta làm gì ta làm. Hoặc là ta lấy một số tiếng nào ở trong này ta đánh cũng được, ví dụ như kiểu là tiếng số 10 đi. Tiếng sáo thì 49 phím này chỉ đánh tiếng sáo thôi. Đúng không? Đó, nó chỉ chơi tiếng sáo thôi. Cái đàn này tiếng rất hay. Đó, đó là chế độ Norman.
Còn chế độ single finger, ta gạt qua bên này. Ok, mọi người thấy không? Tôi ấn vào nút này là nó vào điệu liền. Chế độ single finger và chế độ finger là để chơi điệu. Single finger là gì? Nghĩa là chế độ bấm hợp âm một nút. Thường người ta nói là hợp âm, được cấu tạo của một hợp âm là từ 3 nút nhạc trở lên. Ví dụ hợp âm đô trưởng là đô mi son. Ok, để tôi lấy tiếng piano đi cho dễ. Ví dụ hợp âm đô trưởng đô mi son, ấn cùng lúc. Đây là hợp âm đô trưởng. Vậy thì cái cách gạt lên trên này để chơi điệu nhé. Thì cái cách bấm hợp âm để mà chơi điệu á, thì bình thường là ta phải bấm đủ 3 nút này thì nó mới ra hợp âm đô trưởng ở bên này. Nhưng mà cái cách bấm single nghe, bấm một mình, đúng không? Single là một mình thì ta chỉ cần bấm cái này thôi, bấm một nút đô này thôi là hợp âm đô trưởng rồi này. Ok, là hợp âm đô trưởng rồi. Ok mọi người, đó là cái cách bấm hợp âm của single finger. Tuy nhiên cái cách này thì cũng ít người dùng lắm, ít người dùng lắm. Chúng ta sẽ dùng nhiều ở chế độ finger. Cái single finger này ít dùng lắm, hầu như là không ai dùng. Hoặc là có ai thích dùng thì tự nghiên cứu. Tôi chỉ nói về cái cách dùng sử dụng đàn thôi. Rồi, gạt qua hết nốt cuối cùng là finger. Mọi người nhớ nhá, từ nốt pha trở đi, nốt pha này ở đây nó ghi rõ này. Từ nốt pha này trở về đây là để nơi bấm hợp âm nhé. Đó, bấm đâu cũng được, mà cứ từ nốt pha này bấm đâu cũng được để bấm hợp âm. Ok, rồi, bây giờ hợp âm finger thì ta phải bấm đủ 3 nốt thì nó mới lên một hợp âm. Ok anh chị em, cái finger này là nó cái thông dụng. Cách bấm finger là cách bấm chung của tất cả các loại đàn organ, như là đàn Yamaha, Casio, Korg hay Roland hay một số modem đàn organ khác, thì cách bấm finger là cách bấm chung, đàn nặng bấm như nhau hết thôi. Đó, hợp âm là phải cấu tạo từ 3 nốt và ta chơi đệm hợp âm thì ta cũng phải bấm đủ 3 nốt thì nó mới cấu tạo ra một hợp âm. Tiện ở đây tôi sẽ chỉ cho mọi người cách chọn điệu. Chúng ta có 22 điệu rất là hay. Cái đàn này có 22 điệu rất là hay, rất rất là hay. Chúng ta sẽ thấy phím trắng này, từ đây tới đây. Từ đây tới đây là 22 phím, tương ứng với 22 điệu phím trắng thôi nhá. Phím đen này là không nhá, phím đen này là demo. Thì ở đây điệu phím đầu tiên này này là pop rock, đây là rumba, đây là beat 18 bit, 16 bit, đây là rock and roll, đây là hard rock, đây là disco, đây là bossa nova, đây là điệu funk, techno rock, hay đây là điệu van, hay đây là điệu country tango. Cũng đây cũng là điệu van, đây là điệu hành khúc, hai cái này là hành khúc. Ok anh chị em, rất là dễ. Thì bây giờ ta muốn chơi điệu nào? Ví dụ ta muốn chơi điệu bossa nova đi, điệu này đi. Khi mà ta muốn set điệu này thì ta phải giữ chặt cái nút màu xanh này, giữ chặt rồi ấn vô. Ok, nó kêu cái tạch cái, nghe nó đã nhận lệnh rồi. Đó, mọi người nghe này, bossa nova này. Đó, mọi người nghe nó kêu tạch chưa? Ok, nó đã nhận lệnh rồi. Và bây giờ khi ta nhả ra, ta bấm một hợp âm bất kỳ nào ở bên này nó sẽ vào điệu bossa nova luôn, nghe này. Ok. Stop phải là tắt thôi nhá. Đó, ví dụ như là mình sẽ chọn một điệu tango đi, đây, tango đây. Ta giữ chặt cái nút màu xanh. Ấn. Ok, nó kêu có tạch rồi. Rồi, vô. Ok, dễ đúng không? Ví dụ điệu disco đi. Ta giữ chặt nút này. Ấn. Rồi, nó tạch rồi. Chơi. Ok anh chị em, rất là dễ. Anh chị em xem ở trên đàn này này. Nó ghi điệu gì là mình theo mình thích chơi, là mình cứ làm cách của tôi, điệu hành khúc đi. Cách của tôi chỉ mọi người là mọi người chơi thôi, chơi. Dễ không? Rất là dễ đúng không? Ok. Đó. Rồi, và bây giờ sẽ là tempo nhanh chậm. Đây. Giảm. Tăng nhanh. Ok. Đó, tăng nhanh. Giảm chậm. Ví dụ như kiểu là ta tăng nhanh quá hay là ta giảm chậm quá mà ta không biết cái tempo mặc định của cái điệu này là như thế nào. Ok, ta ấn liền lúc hai nút này thì mặc định đàn nó sẽ auto, nó sẽ trở về cái tempo mặc định của cái điệu này. Đó, đây là tempo mặc định. Ok anh chị em, mỗi điệu nó sẽ có một cái tempo mặc định khác nhau. Nó sẽ có tempo khác nhau, ví dụ hành khúc là 140, bossa nova là 110 hay 120 gì đó, hay là những cái điệu rumba là 80, tôi nói ví dụ như vậy. Đó thì đôi khi mình không có mình tăng chậm quá, mình tăng nhanh quá, mình không biết là cái điệu này tempo của nó như nào là đúng, thì là mình cứ ấn hai nút này cho đàn nó tự trở về. Đó, ví dụ bossa nova nhé anh chị em nhé, ấn vào đây bossa nova rồi chơi tăng nhanh này, nhanh quá, mình giảm về, mình không biết thế nào là đúng nữa, thế nào là đúng chuẩn của cái điệu ấy. Tempo chuẩn nữa. Mình ấn hai nút này, ấn. Ok, đây nó là tempo chuẩn đây, mặc định của đàn, rất là dễ. Ok mọi người, đơn giản, đây là volume to nhỏ thôi. Đó, đó là cái cách chọn điệu để mình chơi. Mọi người nhớ nhá, chưa không nhớ thì xem lại. Giờ tôi sẽ chỉ cho mọi người cách chọn tiếng. Cách chọn tiếng thì đơn giản, trên này có 100 tiếng,
Mình chọn tiếng gì thì mình chọn. Ok. Ví dụ như kiểu tôi chọn tiếng trumpet là 00. Ấn hai nút 00 này và ấn enter. Ok là xong. Mọi người nhớ nhá, chọn số xong phải ấn enter. Rồi, ví dụ tôi chọn tiếng tiếng sáo là tiếng số 10. 10 enter. Rất là hay. Tôi chọn tiếng electric piano đi. Tiếng 15, 15 enter. Ok, rất là hay. Thì mọi người xem ở đây. Mọi người thích tiếng gì là mọi người cứ ấn số và ấn enter thế là xong. Là mình chọn tiếng rồi. Rồi, điệu, chúng ta chọn điệu và chúng ta chọn tiếng thế chúng ta chơi thôi. Thử nhá. Không không, tiếng trumpet. Điệu bossa nova. Ok, chơi bài. Ok anh chị em, chọn tiếng, chọn điệu, mình chơi thôi, đúng không? Rất là dễ. Bây giờ mình chọn điệu hành khúc đi. Rồi, giờ mình chọn tiếng rock guitar đi, 26. Ok, chơi thử nhá. Ok anh chị em, đơn giản, chọn tiếng, chọn điệu, thế là chơi thôi. Rồi, bây giờ cái đàn này công dụng nó, cách sử dụng nó chỉ có như vậy thôi, không có gì hơn cả. Rồi bây giờ chỉ qua cho mọi người cái computer music này. Rồi, làm sao? Trong bài khi mà ta muốn nó tự luồn, nó luồn này. Ok mọi người, cái hay ở chỗ là những cái luồn này nó sẽ đi theo những hợp âm này. Nó sẽ đi theo những cái hợp âm mà mình đánh và mỗi cái luồn này nó sẽ có một cái style tiếng khác nhau để hợp cùng với những cái điệu khác nữa. Ok anh chị em, rất là dễ, mọi người tự nghiên cứu cái này nhé, cái này không có gì khó cả. Rồi, còn demo ấn vào nó đánh nhá. Rồi. Trong này nó có 15 song listen nghe và để chơi. Chúng ta nghe 15 song này ở đâu? Là những cái phím đen này. Từ đây tới đây, những cái phím đen này là 15 bài. Vậy thì bây giờ ta bật lên ở đâu? Ta bật lên để ta nghe ở đâu? Đơn giản như cách chọn điệu, giữ chặt phím này. Đó, rồi ta chọn một bài hát ta muốn nghe. Ví dụ Ave Maria đi, ấn vô đây. Rồi. Rồi nó chuẩn bị vô đó. Ok. Đó, bật lên thì như vậy thôi. Ta ấn vào rồi ta chờ nó vô. Bây giờ ta muốn nghe bài Jingle Bell này. Có rất nhiều bài quen thuộc. Ấn vô. Ok, hay đúng không? Rồi, bây giờ ta nghe Joy to the World này. Nãy giờ tôi đã chỉ hết tất cả các chức năng sử dụng của cây đàn Yamaha PSR2 này rồi. Mọi người cứ xem video và làm theo. Và làm từ từ, làm thật chậm thôi. Và chưa hiểu thì xem lại. Thì là chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ chức năng của cây đàn này. Nó cũng rất là dễ sử dụng. Đừng có lo gì tiếng Nhật hay tiếng Anh. Công dụng, cách sử dụng y chang nhau. Nếu ai sử dụng bản bằng tiếng Nhật, mọi người cũng bỏ qua cái phần giao diện bằng tiếng Nhật hay tiếng Anh đi. Cứ coi video và làm theo. Là anh chị em sẽ sử dụng toàn bộ chức năng của cây đàn này. Ok mọi người. Rất là dễ đúng không ạ? Cảm ơn mọi người đã coi clip này nhé. Khi hy vọng là ai sở hữu một cây Yamaha PSR2 tốt như thế này thì sẽ ngày càng yêu âm nhạc và tập luyện âm nhạc ngày càng tốt hơn. Xin cảm ơn rất nhiều.